Ok, như đã hứa với mọi người từ ngày hôm qua thì mình sẽ làm clip về Dambot. Dambot hiện tại thì anh em đều, mọi người đều sử dụng Margaret và ai cũng nhắm tới con Genji ở hệ đáp cả. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình không có Genji, mình chưa test được. Với lại là mình biết Genji đang nó to, nhưng mà chúng ta sẽ kết hợp Aura như thế nào để to hơn có nhất có thể. Thì ở hệ lửa này chúng ta ngoài Margaret ra chúng ta vẫn còn có thể sử dụng được Carthus và con Cassandra. Rất nhiều đội hình để chúng ta có thể hồi mana lại giúp nhau. Thế nhưng mà mình chỉ có 5 con tướng thôi nên là chúng ta sẽ phải cân nhắc dùng con nào và không dùng con nào. Con này cũng rất là tốt để bốc mana cho đội đội này. Rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. Margaret này. Con này hơi bóp đam bởi vì khi mà Margaret và đồng đội được bốc với con được bao bọc với con này tụt máu thấp và Margaret tụt máu thấp thì gây được ít đam. Thế là mình sẽ bỏ cái con August này bởi vì mọi người ở đầu game thì mọi người yếu thì có thể sử dụng August được. Thế nhưng mà đánh boss ở những cái đội hình mà late game như như mình ấy, thì mình sẽ không dùng con này. Theo đó thì mình sẽ dùng ba lửa và hai con light, hai con búp búp đam. Thì mình sẽ dùng hai con light ở đây là con Meryl. Nội tại con Meryl cũng khá là hay khi mà nó sẽ làm yếu đối phương, tức là tăng lượng đam nhận vào ấy ở cái đòn đánh thường. Ở lên level 30 ở cái artifact thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều nữa. Thế nhưng mà mình đang dành tài nguyên, thế nên là mọi người mà áp mắc được cộng 30 con Meryl thì thực sự là team các bạn sẽ đam boss rất là to. Rồi nữa thì chúng ta sẽ phải thêm đồ cho support, ví dụ như là mình thêm đồ cho con này này, con Lee. Và mình thêm đồ cho con Cassandra. Cassandra thì mình sẽ sử dụng nó cái ngọc này để bù lại cái lượng heal. Tất nhiên là anh em sẽ có attack ở đây sẽ là tốt hơn. Vậy là chúng ta đã xong cái đội hình 5 rồi, 5 con rồi. Đây là đội hình đam boss của mình. 38 triệu hiện tại top 1 đang là 15 triệu đam thì mình nghĩ là cũng khá là ổn bản thân mình. Rồi, đội hình như này hai support ở đây là Meryl cũng có thể gây đam vừa support được cộng 30 thì nó là support mạnh nhất luôn đấy. Nhưng mà mình chỉ cộng 20 thôi nên nó sẽ không bằng con Lee. Ngày trước thì mình sử dụng đội hình như thế này, bỏ thêm một con Matthew vào nữa. Thế nhưng mà mình cảm thấy boss giết được mình thì cũng là gần hết trận mới giết được, nên là mình sử dụng cái đội hình này. Ok, let's go. Chúng ta sẽ sử dụng như thế này đi, ba con pet như thế này. Người xem đam này. Ok, Meryl sẽ đánh đầu tiên, cộng đi bóp vào người. Rồi thì bốc vào người nữa. Thì ở đây là hai con support chúng ta có speed cao hơn nên là nó nhồi cái lượng debuff lên người sớm hơn. Thì các bạn có thể thấy là con Margaret của chúng ta nó cứ bị đốt liên tục như thế vậy thì nó lại sẽ gây được cái nội tại mà đốt ngược lại lên quái. Thì xem này, Margaret lại đầy cây và tiếp tục là những cái lượng đam đốt, bởi vì con cái đòn đánh cơ bản của con rồng này ấy thì nó sẽ đánh vào mục tiêu đầu tiên và đây là con Margaret, nó là tuyệt vời. Và chúng ta đeo cái O cho con Margaret là cái Block Break, thì khi mà kích hoạt cái Block Break thành công thì lượng đam gây thêm sẽ là 125%, thêm 25% nữa ấy. Ý ý mình là thế, và ngoài ra cũng có cái tỷ lệ để gây đốt thêm bằng attack của con Margaret. Thì đây là chúng ta sẽ dùng cái O da cam dành cho con Margaret, thì mình cũng nói ở một cái video khác rồi là dùng cái O nào. Thôi xong rồi, Margaret chúng ta chết mất rồi, thôi xong rồi. Như vậy là Margaret chết hơi sớm, thế là lượng đam nó không được to, nó hơi đen một chút, nhưng mà mình nghĩ thì cũng không sao. Ta sẽ xem đam con nào to nhất. Ở đây thì mình gây được 7 triệu 2 đam lận. Thì nếu như mà mình mà sợ quái á, mà mình sử dụng Matthew cho đội hình này thì lượng đam của mình con Margaret, con tất nhiên thì con Margaret chúng ta sẽ không chết sớm như thế. Nó có thể may mắn, nếu như mà mình turn vừa rồi mình may mắn mà Margaret không không chết thì mình lượng đam gây ra khoảng 8 triệu rưỡi, mình nghĩ là tầm đấy. Và nếu như chúng ta thay con Lee và con Matthew thì cái lượng đam này không to như thế này đâu, bởi vì là nếu như mà mất con Lee thì cái lượng debuff ở trên người quái cũng không còn là quá lớn nữa, nên là rất là lăn tăn, nhiều người rất là lăn tăn về mình có nên dùng Matthew không. Thì tất nhiên anh em, đây là cái khi mà mình mạnh rồi, anh em đội hình mạnh rồi thì nên chơi như thế này. Còn không thì anh em vẫn phải bỏ Matthew thôi, bởi vì nếu như không bỏ Matthew anh em cũng sẽ chết rất sớm. Cơ bản thì cả Gui, tất cả mọi người, thật đó, mình thấy mình là người đầu tiên đánh như này luôn. Tất cả anh em trong Zalo đều chơi cái đội hình truyền thống Genji. Theo mình á,
Nếu như mà con Genji lắp vào ở một slot nào ở trong cái team này thì cái đam gây ra nó cũng không lớn bằng đội hình này, bởi vì cái đội hình này mình đang sử dụng thì nếu như lắp Genji vào thì may lắm thì mình chỉ có aura ba lửa thôi, nên là cái lượng đam cũng không quá là tốt. Nên là thứ nhất là mình không có Genji, thứ hai là mình chưa test được, không biết là thì cái anh Bảo Nhân ở trong cái Zalo của mình thì cũng confirm là đội hình này nó đam to hơn, mặc dù là Genji thì vẫn là đam to. Thế nhưng mà nếu như mà kết hợp với Aura này thì thậm chí là cái đội hình này còn đam to hơn. Mặc dù là không có healer nha mọi người, không có heal. Mình sợ này, như vậy là Margaret ta không chết ở turn này. Và con con này cũng không chết. Đấy. Thì bây giờ Cát Thớt có thể chết được rồi. Bây giờ thì hoàn toàn Cát Thớt có thể có quyền được chết ở round này. Và Margaret lại đầy cây round 15, sống đến round 15 luôn. Thì đam mình nghĩ trận này nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Thì đam của nó sẽ là 3 triệu 9. Thì mình nghĩ là mình sẽ cướp được cái top 1. Và dạo này thì gần như là ngày nào mình cũng top 1 hết. Mình đánh 2 lượt và người ta đánh 3 lượt, mọi người thấy không? 14 triệu. Và mình chắc chắn là ông này là đánh 3 lượt rồi. Và mình mua thêm một lượt nữa là mình sẽ vô địch thôi, đúng không ạ? Đấy, đơn giản là như thế. Thì khi mà cái đội hình này á, thì khi mà anh em đánh bot mà con bot trên 50% máu, tức là sao? Tức là chúng ta đánh con bot khi con bot còn trên 50% máu thì con mero của chúng ta nó sẽ gây nhiều đam hơn. Anh em nào chơi cái đội hình này là bot á, thì anh em đánh vào lúc mà con bot trên 50% máu thì con mero của anh em active skill nó sẽ mạnh hơn một chút, mặc dù mero ở đây chỉ là thiên hướng support thôi. Thì khi mà mero này chỉ mới cộng 20 nữa, nhưng mà mero này mà lên cộng 30 ấy, thì anh em lượng đam mình nghĩ là ước tính khoảng 8 triệu đổ lên, bởi vì mero mà búp thêm nhiều debuff hơn thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Ngoài ra anh em mà khi chưa có cắt săn ra, anh em có thể sử dụng con cái con mà thổi kèn hệ lửa ấy, con tên gì mình quên quên mất rồi đấy, thì con này cũng rất là tốt. Thì ngoài cái đội hình này ra thì chúng ta có thể chơi thêm cả Augur để team trụ lâu hơn. Thế nhưng mà nếu như mà chơi Augur thì chắc chắn là con Margaret của chúng ta nó sẽ không bị đốt nhiều đam như thế này, nó chia đều ra thì thành ra là nó hơi bóp một chút, đam không được to lắm, nên là chơi đội hình này mình nghĩ nó cũng hơi mong manh. Nhưng mà với cái sức hồi phục, tự hồi phục của con Margaret thì cũng khá là ổn. Đấy, mặc dù là cuối round thì chúng ta sẽ chết, thế nhưng mà trước khi chúng ta chết thì chúng ta cũng đã gây được 1 tỷ đam rồi, đúng không? Một đống đam rồi thì cũng không phần vấn đề gì. 6 triệu 6 là này ít đam hơn một chút, bởi vì con Lee chết và con Meryl chết sớm. Thì ở đây thì các em có thể xem được coi được là cái tầm quan trọng của hai con support là như thế nào, thì chúng ta có thể nhồi cái đi bước vào và gây nhiều đam hơn. Thì mình lại top 1 rồi, 2 triệu 100 21 triệu 345 ngàn. Rất tuyệt vời. Thì đó là cái đội hình đam boss hiện tại mà mình nhận thấy sau nhiều cái test thì anh em có thể rút ra, mình có thể rút ra được đó là một cái đội hình đam boss rất là tốt. Và chỉ một số con boss chúng ta hơi sợ thôi. Về nói chung là hầu hết các boss đều sử dụng đội hình này. Ngoài ra anh em có thể chơi con ba đe này để bút mana, bởi vì cái active skill nó bút mana rất là kinh dị. 40 mana kết hợp với con này nữa tăng mana mỗi round, và con Cassandra tăng hiệu quả mana nhận được nữa, thì anh em có một đội hình nhồi mana cực kỳ nhiều. Thế nhưng mà nó hơi cũng hơi đuổi một chút, bởi vì nếu như mà nhiều có búp mana rồi thì ai búp đam, ai gây đam kiểu kiểu như thế. Thì sau tất cả những cái đội hình mà mình có test qua thì mình nhận thấy là đội hình này là đội hình rất là tốt để gây đam lên bot. Thì bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo, có thể là sẽ những con tướng tốt nhất ở hệ pháo đài chẳng hạn, đúng không ạ?